Xin chào mọi người ha. Thì vừa qua mình làm một số clip mà nói về cái đăng ký nhận hỗ trợ Covid theo nghị quyết 116 ha. Thì mình có hướng dẫn mọi người sử dụng cái thủ tục 653 trên web và trên ứng dụng VSSID ha. Nhưng mà có một số bạn bị sự cố là các bạn gửi thông tin đăng ký thì bị sai ha. Có người thì sai số tài khoản, người sai số ngân hàng hoặc là sai tháng, sai tên ngân hàng chẳng hạn ha. Thì mọi người không biết cách để điều chỉnh thông tin thì hôm nay mình làm thêm clip để hướng dẫn mọi người điều chỉnh thông tin ha. Thì đầu tiên mọi người vô trang web là dịchvucong.bảohiểmxahoi.gov.vn ha. Đó mình đăng nhập bình thường, đăng nhập cái tài khoản VSSID bình thường ha. Rồi mình đăng nhập vô ha, nhập thêm mã bảo vệ nữa ha. Rồi nhấn đăng nhập ha. Sau khi đăng nhập thành công thì mọi người vô chỗ kê khai hồ sơ đây ha. Đó. Sau đó mọi người cũng là chọn lại chỗ danh sách thủ tục này. Thì mọi người tìm cho mình cái dòng 17 ha. Thì trước đó mình hướng dẫn mọi người là dùng cái thủ tục là 653 mà dòng 16 đây ha, trên web. Đó, dòng này. Nhưng mà khi mà mọi người làm thông tin bị sai ha, mà chúng ta cần điều chỉnh lại thông tin trong cái thủ tục 653 đó thì mọi người chọn cho mình dòng 17 ha. Đó là 653A, cái thủ tục để điều chỉnh thông tin là 653A đây ha. Đó. Thì mình đã hướng dẫn một số bạn cũng đã làm thành công rồi ha. Có một số bạn cũng vừa mới nhắn tin cho mình xong ha, là bị sai cái tên ngân hàng. Sai tên ngân hàng thì cũng điều chỉnh lại được rồi ha. Đó. Thì bên cạnh đó thì cũng có cái chuyện sai khác ha, thì mình có thể coi thông tin nào mình sai mà bị phản hồi lại là hồ sơ bị từ chối do sai thông tin gì đó ha. Thì mình cứ vô trên web dịch vụ công ha, vô danh sách thủ tục tìm cho mình dòng 17 ha, cái thủ tục 653A như thế này ha, mình kích vào đây, mình điền cái thông tin mà mình gửi lại ha, thì người ta sẽ chấp nhận, người ta duyệt ha. Nhưng quan trọng nhất là mọi người phải tìm được là người ta báo lỗi từ chối là với lý do gì để mình khắc phục ha. Đó. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp được cho mọi người ha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở một cái clip khác.